Cuộc đời phép lạ thánh nữ Philomena, lễ kính ngày 11 tháng 8. 1. Tiểu sử thánh nhân. Để hiểu về thánh Gioan Maria Vianney, chúng ta phải đề cập về thánh Philomena. Có lẽ đây là một trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử giáo hội. Ngài là ai không ai biết. Ngay cả cái tên của Ngài cũng do người ta gán cho mà thôi. Thế giới chỉ biết được có một con người như thế đã sống và đã chết sau khi thánh nhân qua đời được 1.700 năm. Nói về cha Vianney thì nhất thiết phải nói về vị thánh nhỏ tuổi này vì Ngài có một tầm quan trọng rất lớn trong những công việc lạ lùng mà cha đã làm. Câu chuyện về vị thánh nữ này đáng được ghi nhận nếu các bạn biết nhìn về lịch sử thế giới như một công trình của đấng quan phòng. Các vĩ nhân và vua chúa ghi đậm nét của họ trong thế sử với các cuộc giấy binh, hội nghị, hiệp ước. Cái mũi của nàng Cleopatra đã ấn định số mạng của một đế quốc. Quân Mông Cổ quấy nhiễu Âu Châu. Tư tưởng của một triết gia đã ảnh hưởng mãnh liệt đến định mệnh của một dân tộc. Một nhà khoa học đã tìm ra điện. Một người khác làm ra thuốc súng, xe lửa, máy in. Một nhà thám hiểm đã đến được Mỹ Châu. Nhưng lịch sử có phải chỉ có thế sao? Tôi cảm thấy thương hại cho các bạn. Nếu các bạn không biết gì về một cuộc gặp gỡ siêu nhiên muôn phần kỳ diệu giữa một thiếu nữ vô danh ngang qua ngàn năm thời gian với một vị cha sở ở một miền quê. Vào thời gian từ cuối thế kỷ thứ nhất đến giữa thế kỷ thứ hai có một bé gái tuổi từ 13 đến 15 qua đời tại Roma. Em được chôn cất tại nghĩa trang Priscilla. Bên cạnh thi hài của em, người ta đặt vào một bình đựng máu của em và trước mộ là một cái bia bằng đất sét ghi hàng chữ Pax Tecum Philomena và có hình ba mũi tên, hai mỏ neo và một nhánh ô liu. Nhánh ô liu tượng trưng cho sự bình an của nước Thiên Chúa. Mỏ neo ngụ ý rằng người qua đời đã đi vào vương quốc đó. Bình máu kể cho ta về cái chết tử đạo của em. Ba mũi tên là những cực hình mà cô gái phải chịu. Nhưng người ta cho rằng nói như thế về cô đã quá đủ rồi và họ không bận tâm ghi lại tên cô. Chữ Philomena chỉ có nghĩa là người yêu dấu do thân nhân thương tiếc khi lập mộ cho em. Có vô vàn giả thuyết thêu dệt chung quanh mảnh hài cốt này. Đó là tất cả những gì mà hậu thế biết về cô. Trong 1.700 năm cô vẫn nằm đó không ai hay biết. Khu hầm mộ đó bị đào xới nhiều nhưng riêng mộ của cô vẫn chưa có ai đụng đến. Nó không bị xâm phạm. Không thể xâm phạm. Người ta không còn làm gì được cô nữa. Thiên Chúa đã để dành cô ra cho đến 1.700 năm sau mới hé cho thế gian biết về một vị thánh tử đạo đầu xanh tuổi trẻ. Năm 1802, những cuộc khai quật mới dưới nền đất tại Roma đã khám phá ra nhiều hầm mộ các vị tử đạo. Ba năm sau, một linh mục trẻ Jean-François de Lucia theo chân đức giám mục sở tại đến tòa thánh xin được rước hài cốt của một vị tử đạo về giáo xứ của mình vì đó là một nơi kém đức tin. Họ cho cha lựa trong một lô xương tử đạo vô danh. Không có tên thì làm sao mà cầu nguyện được. Sau cùng họ cho cha được chọn một trong ba bộ hài cốt mà tên tuổi chỉ biết lờ mờ. Hàng chữ Philomena, người yêu dấu, đánh động cha. Cha khẩn nài ngài giám mục can thiệp để cha được mang về bộ xương này. Tại Napoli, ngài giám mục Potenza mở ấn niêm, làm một cuộc khảo sát chính thức về di cốt và đặt nó vào một bức tượng nhỏ. Một tay của bức tượng cầm một mũi tên và một tay cầm một bông huệ. Người phụ nữ có nhiệm vụ mặc áo cho bức tượng vừa chạm vào nó thì cảm thấy toàn thân mình run lên và lập tức được khỏi ngay một căn bệnh nan y mà bà đã mang từ 10 năm nay.
Tối hôm đó trong căn phòng đặt tượng một luật sư được khỏi chứng đau thần kinh và một phu nhân được khỏi ung thư tay. Khi tượng được rước đến Mugnano, phép lạ còn gia tăng gấp bội, lôi cuốn các giám mục, tu sĩ, hoàng thân quốc thích và nhiều linh mục đến từ Pháp. Chung cuộc Đức Thánh Cha quyết định phong thánh cho cô thiếu nữ này, người mà cuộc sống, tên tuổi hoàn toàn là một bí mật. Ngoại trừ cái chết vì đức tin và những phép lạ mà cô phải chờ đợi trong một thời gian quá dài để ban cho thế gian. Cô là một vị thánh vô danh độc nhất vô nhị trong toàn giáo hội. Một chiến sĩ vô danh của nước trời. 2. Thánh Philomena chống ma quỷ, phần 1. Năm 1830, có một phụ nữ đã lập gia đình tên là cô Maria Fedele Obsesa. Cô đã bị bệnh nặng trong nhiều tháng. Dường như không có một loại thuốc nào có thể chữa lành cho cô được. Càng ngày cô càng ốm o sầu mòn. Cô buồn bã thấy rõ. Ai thấy cô cũng thương xót cho cô. Tình trạng bệnh tật của cô ngày càng tồi tệ. Cha của cô đi tìm sự an ủi nơi vị linh mục vốn là người thân của ông. Vị linh mục bèn chúc phúc cho nước uống. Rồi ông lấy một hình của Thánh Philomena, đọc vài kinh cầu với Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài cũng cầu với Thánh Philomena. Tuy cô gái bị bệnh nhưng trước đây cô ấy luôn ngoan đạo, thường xuyên đi nhà thờ. Nay cô bị ma quỷ quấy phá. Khi người cha đem nước phép và hình Thánh Philomena về thì ma quỷ không chịu được. Ma quỷ trong người cô gái ấy hoảng sợ. Rồi nó khiến cho cô gái chui xuống gầm giường. Cô giận dữ, ói mửa. Cô chửi bới, lăng mạ và la hét ồn ào. Cô run rẩy và hoảng sợ khi uống nước phép của Thánh Philomena. Cô lăn lộn và móc từng viên gạch trong tường nhà. Vị linh mục bèn về lại nhà ngài để nghiên cứu những lời nguyện trừ quỷ. Trong lúc ấy, cô kể ra những hành động của vị linh mục dù rằng cha ở rất xa nhà của cô. Cô hét lên. Cái ông linh mục này chẳng làm gì ngoài việc đọc sách. Hắn sẽ biết tay tôi. Ngày hôm sau, vị linh mục mặc áo phép và đeo dây phép. Rồi ngài mang theo các xương thánh đến nhà cô ta. Khi cô ta vừa thấy ngài thì cô la hét và gầm rú lên. Cô tỏ vẻ hung dữ và tức giận. Khi vị linh mục nhân danh Chúa và tên Thánh Philomena để bắt con quỷ trong người cô phải thinh lặng, cô ta hét. Vứt ngay những gì mà ông đang mang theo rồi chúng ta có thể nói chuyện. Rồi cô kể lể những điều kín ẩn. Cô gây chiến và làm loạn lên. Vị linh mục lại tiếp tục ra lệnh cho cô ta im lặng nhân danh Thánh Chúa và tên Thánh Philomena. Thế là cô ta ngừng hét. Vị linh mục lập tức đọc kinh trừ tà. Đó là một bài kinh rất dài. Ngài lặp lại những lời kinh trong nghi thức trừ quỷ. Cô ta giận dữ ngắt lời cha. Cô nguyền rủa và sỉ nhục cha. Cô tỏ ra rất bạo lực dù rằng có rất nhiều người mạnh mẽ ghì chặt cô. Khi danh của Thánh Philomena được đọc lên thì kẻ thù giận dữ vì hắn bị hành hạ nhiều. Vị linh mục lập lại lời ra lệnh để buộc ma quỷ phải ra khỏi người cô gái. Ngài nói, trong danh Thánh Philomena, vị thánh tử đạo của Chúa Giêsu Kitô, mày phải xuất khỏi người này. Mọi người cùng đọc lời cầu các thánh để cầu cho người phụ nữ xấu số này. Ma quỷ bèn nói qua cửa miệng cô gái. Trước hết, ta sẽ làm sập cái tường này.
Nếu ông buộc tôi phải xuất gia thì tôi sẽ phá hoại cái làng này. Hắn còn đe dọa sẽ làm cho mưa đá phá hủy hết mùa màng của làng này. Hắn sẽ làm sập nhà của vị linh mục trừ quỷ. Rồi hắn sẽ giết chết một số người đang đứng xem. Nhưng vị linh mục cấm hắn phá hoại. Mọi người đứng chung quanh đều run rẩy. Họ đồng thanh xin các thánh tử đạo tới giúp đỡ cho cô gái. Thế rồi con quỷ dụ vị linh mục rằng hắn sẽ chữa cho ngài khỏi bệnh xương chân. Nhưng vị linh mục trả lời rằng ngài tin tưởng nơi Chúa và lời cầu bầu của thánh Philomena để Chúa chữa cho ngài. Con quỷ hứa hẹn. Nhưng tôi sẽ chữa ngay cho ông một cách nhanh chóng hơn. Cuối cùng con quỷ nói rằng hắn không thể nào chống cự với vị thánh mà mọi người đang liên tiếp kêu cầu. Hắn hét to lên. Hỡi các bạn của tôi ở trong hỏa ngục, hãy đến giúp tôi. Hỡi hoàng tử Lucifer, xin đến giúp tôi. Tại sao chúng ta lại phải chịu thua một người đàn ông tàn tật này và kẻ thù của chúng ta là thánh Philomena? Cuối cùng, người phụ nữ ói ra toàn là chất lỏng màu đen. Cả con người của cô và cổ họng cô sưng lên. Rồi con quỷ xuất ra bằng một làn gió mạnh mẽ và giận dữ. Nhờ ơn Chúa, cô ta đã được cứu thoát. Cô bắt đầu khiêm cung hôn cây thánh giá và hình ảnh thánh Philomena là đấng thánh đã giải thoát cô. Người ta đã ghi chép lại sự kiện này và cất giữ để làm tài liệu chứng minh sự linh hiển của thánh Philomena. 3. Thánh Philomena chống ma quỷ, phần 2. Một lần kia, ma quỷ lại nhập vào một người phụ nữ khác nhưng bà này cũng được các thánh tử đạo giải thoát. Các hình ảnh của các thánh tử đạo đã giúp bà được giải thoát. Trong ngôi làng khác cũng có một người đàn ông bị ma quỷ quấy phá. Vị linh mục cũng nhân danh Thánh Chúa và danh của Thánh Philomena để trừ khử quỷ. Con quỷ đã ngậm ngùi nói. Ôi! Đấng Thánh Đồng Trinh và tử đạo Philomena. Bà có công lớn trước đấng tối cao. Vì vậy, hắn ngừng không vinh danh bà Thánh. Người ta càng ngày càng sùng kính Thánh Philomena. Đó là một trận chiến thiêng liêng và khốc liệt giữa bà Thánh Philomena và hỏa ngục. Đây là ngôi làng mà vị Thánh Philomena không được biết đến nhiều. 5 năm sau, con quỷ lại nhập vào một người trẻ tên là Gennaro Gazzara thành Napo nước Ý. Em trai này mới có 12 tuổi. Hắn ném mạnh em xuống đất. Em bị ngất. Trong lúc đó, ma quỷ giống lên như một con ác thú. Có nhiều lúc, hắn nói một loại ngôn ngữ lạ lùng. Hắn chửi rủa, thóa mạ Chúa. Người ta bảo hắn hãy cầu nguyện nhưng hắn không thể làm được. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Thành Napo ra lệnh cho hai vị linh mục đến trừ quỷ cho em trai này. Các ngài đọc lời kinh trừ quỷ mà giáo hội soạn ra. Một ngày kia, khi ma quỷ làm phiền em trai nhiều, mẹ của em nhận được rất nhiều ơn lành lớn lao và phép lạ mà Chúa ban cho qua lời cầu bầu của Thánh Philomena. Thế là người mẹ đã vững tin và kêu cầu Thánh Philomena với đức tin mạnh mẽ. Bà tìm được tấm hình của Thánh Philomena. Rồi bà đặt tấm hình ấy trên đầu, trên ngực và trên thân thể của con trai bà. Ngay lúc đó, con trai bà ngừng lăn lộn và ngừng la hét. Em trở nên thinh lặng. Em liền nói những lời sau. Hãy nhìn xem, người giải thoát tôi đã đến. Bà Thánh với vương miện sẽ cứu giúp tôi.
Bà sẽ giải thoát tôi và sẽ đến với tôi. Ôi Thánh Philomena, bao giờ thì bà đến cứu tôi? Chỉ có bà có thể giúp tôi và bảo vệ tôi. Thế rồi em cầm tấm hình của bà Thánh đặt trên thể xác em và lặp lại những lời nói sau đây. Ngươi hãy ra khỏi đây. Ra khỏi con người ta, bởi vì vị Thánh luôn bảo vệ mọi người và bà cũng bảo vệ ta. Sau đó, em trai được giải thoát. Em trở nên thinh lặng. Dường như em vừa ra khỏi một giấc ngủ dài. Em bắt đầu đọc lời cầu nguyện cảm tạ Thánh Philomena. Em trở lại là người hiền lành và bình an. Ma quỷ xuất ra khỏi người em vì quyền năng của vị Thánh tử đạo. Hắn thua cuộc. Rồi với vẻ giận dữ, hắn xuất ra. Thật là cảm động khi nhìn thấy em trai ấy dùng cây thánh giá đặt trên đầu mình. Hôn ảnh Thánh Philomena, xương thánh và mọi vật thánh khi người ta đưa đến cho em. Những lời chứng này được hai vị bác sĩ làm chứng và ghi chép lại. Có sự chứng kiến của vị linh mục chánh xứ. Sau đó có sự chứng thực của giám mục thành Bethsaida và vị đại diện canon của Vương cung Thánh đường Napo cùng rất nhiều người chứng. 4. Thánh Philomena gõ cửa nhà tôi 3 lần. Một phụ nữ kể cảm nghiệm của bà như sau. Vào tháng 3 vừa qua, tôi chuẩn bị đi lễ ngày Chúa Nhật. Tôi quyết định làm tuần cửu nhật và kinh cầu dâng lên Thánh Philomena trước khi tôi chuẩn bị trang điểm. Tôi cầu nguyện rất sốt sắng rồi đi lễ. Tôi cầu xin Thánh Nữ cầu bầu cho các ý chỉ khó thực hiện của mình. Tôi xin Thánh Nữ Philomena đừng quên cầu nguyện cho các ý chỉ của tôi. Chỉ vài phút sau đó, tôi nghe có 3 tiếng gõ cửa, dường như có ai đó đến thăm tôi. Tiếng gõ cửa mạnh mẽ nhưng không làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Vì là cô giáo nên tôi có thể nhận biết tuổi của những ai gõ cửa nhà tôi. Tôi vội vàng ra mở cửa lớn nhưng chẳng thấy ai. Tôi ra nhìn chung quanh nhà xem có ai đến gõ cửa nhà tôi không. Cũng chẳng có người nào. Tôi đoán chắc đó là Thánh Philomena vì người ta từng kể rằng Thánh Nữ hay cầu bầu cho những người xin Ngài cầu thay. Bà thường gõ 3 tiếng nơi của nhà họ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện ấy lại xảy ra cho tôi. Đó có nghĩa là bà đáp lời tôi xin để cầu thay cho tôi. Thế rồi chuyện gõ cửa nhà tôi lại xảy ra lần thứ 2 mà cũng vào ngày Chúa Nhật khác. Khi ấy, tôi cùng vừa mới dâng thêm tuần cửu nhật cho Thánh Philomena và lời cầu xin bà. Bỗng dưng tôi lại nghe tiếng gõ cửa 3 lần. Lần này thì mạnh mẽ hơn. Tôi biết và tin rằng Thánh Nữ nhậm lời tôi mà cầu thay cho tôi. Tôi viết bài cảm nghiệm này vào ngày 8 tháng 10 là ngày mà Thánh Nữ Philomena bị tử đạo và bị chặt đầu. Tôi nhớ ngày lễ của bà là 11 tháng 8 hàng năm. Xin chúc mừng ngày lễ của Thánh Philomena. Vậy chúng ta hãy cầu xin Thánh Philomena cầu thay cho các ý chỉ của chúng ta. Hãy chuẩn bị mà ngạc nhiên và thích thú vì bà sẽ cầu nguyện sốt sắng thay cho chúng ta. Amen. Tuần cửu nhật Thánh Philomena. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng con qua lời cầu bầu của Thánh Nữ Sanh Philomena đồng trinh và tử đạo. Ngài luôn làm vui lòng Chúa bởi các đức tính tinh tuyền và thanh khiết của Ngài. Amen. Lạy Thánh Philomena đồng trinh và tử đạo, xin Ngài quỳ lạy trước tòa Chúa vì Ngài đã làm Thiên Chúa Ba Ngôi vui lòng. Với lòng tin tưởng vào sự bảo vệ của Ngài,
con xin Ngài cầu bầu cho con trước tòa Chúa. Từ trên tòa cao của thiên đàng, xin Chúa nhìn xuống sự khiêm nhường của Ngài. Lạy vị hôn thê Chúa Kitô, xin thương con đang chịu đau khổ. Xin ban sức mạnh cho con trong khi con bị cám dỗ. Xin bảo vệ con khỏi mọi điều nguy hiểm ở chung quanh con. Xin cầu cho con được các ân sủng cần thiết cho con. Trên tất cả, xin giúp con trong giờ con chết. Lạy Thánh Sanh Philomena, Ngài được phước trước thiên nhan Chúa. Xin cầu cho chúng con. Amen.